Chào cả nhà buổi chiều thân mến. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe nha. Giờ Tuấn đang tới đây là chốc chài. Bây giờ đang vô, hai anh em vô ăn cơm. Biết gì đâu mà kỹ ghê. Bây giờ tới đây đo độ, kiểm tra nhiệt độ. Mấy kia còn có đồ trống nữa đó. Thấy trái này lên luôn à, anh đỡ trái này cho. Kỹ nha. Giờ đang đo kiểm tra nhiệt độ. Mít trái bự không? Đây là quán cơm Thùy Dương. Thùy Dương này có lâu đời lắm rồi đó. Hai anh em nào? Vậy đây là chủ khác à? Đâu. Chủ nhà luôn chứ chủ đâu. Dạ. Quán mở. Cơm. Sao? Xả cửa hả? Móc ra đâu hả? Rồi xả cửa cho nó ra mấy cái khói nóng. Chạy tư trong nó ra đây. Trái bự nó lâu đất độ. Chóc chạy bên đây. Dạ dạ, này đi Trung Quốc đại ca. Thấy ngày nào hôm qua xe công lạnh là biết rồi đó. Trung Quốc không ạ? À, bãi bên đó cũng bên quán của mình luôn. Đi qua ông kia không? Chịu qua. Qua ông kia là xi đầy, qua ông kia. Dạ dạ, ok. Rộng ha. Ồ, quán cơm rộng ghê á. Đây là quán cơm Thùy Dương nha cả nhà. Đó. Bên này là quán cơm cơm chất chài, cơm chất chài. Bên này là quán Thùy Dương. Giờ hai anh em vô cơm rồi chuẩn bị xuất phát lên đường. Có gì Tuấn nói gì sai sót thì mong cả nhà bỏ qua nha. Thì Tuấn chỉ biết những cái thông tin thực tế nhất là Tuấn chia sẻ thôi. Giống như vừa rồi Tuấn có quay cái vấn đề và giá cả trái cây á. Thì là Tuấn chỉ nói là giá của chuối và mít thôi, trái cây thôi, chứ Tuấn không có nói nông sản nha cả nhà. Có nhiều quý vị có thể là nhiều người không hiểu ý thì có thể có một số thông tin nó sai trái thì có gì thông cảm bỏ qua Tuấn nha. Tuấn nói về những cái thực tế mới xảy ra thôi chứ không có nói về những cái cách đây một hai tháng. Rồi giờ mời cả nhà ăn cơm với hai anh em nha. Bạn đứng đây còn hình có gì không hả? Bạn đứng nhìn nãy giờ. Chú chó này nhìn rất là ngầu. Ê ngầu. Có gì vui vẻ cả nhà, chủ yếu là Tuấn muốn chia sẻ những cái thiết thực mới nhất thôi. Ồ, quán cơm này nhìn có vẻ lý tưởng ha. Rồi rượu nè. Ồ, mấy bình rượu quá trời luôn. Ồ, rượu nhìn ngon quá. Cô có một tượng quan công rất là đẹp, rất là uy nghi. Quán cơm có mấy bình rượu hoành tráng quá. Coi con tráng mát hả? Gì cũng được. Rượu này là rượu chuối hột rừng nè. Rượu chuối hột rừng á. Quán này không gian khá là thoáng mát và rộng rãi đó. Có bộ bàn nhìn rất là chất lượng ha. Nguyên tấm ván luôn. Anh em vô kêu cơm rồi. Anh em làm miếng cơm rồi thay ca. Giờ tới chuẩn bị tới Tuấn chạy nha cả nhà. Rồi, muối chanh. Muối chanh chấm với hải sản nữa. Cả nhà ha, ăn cơm với hai anh em nha. Rồi, buổi chiều nay thì ăn cơm ở đất 78 Phú Yên. Trưa thì ăn cơm ở đất 85 Phan Rang. Đây là món món canh canh lá giang nấu với măng với lòng gà. Đó. Đây là gà kho xả ớt. Đây là rau với lại cái này là cái này, cà.
còn món gà luộc nữa. Với có đây là nước suối Đảnh Thạnh nha, đặc sản ở ngoài này. Cứ ra đây là có nước suối Đảnh Thạnh, nước nước không không đường á. Ở đây món gà luộc. Rồi cảm ơn anh nha. Nóng hổi luôn. Rồi mời cả nhà ăn với hai anh em nha. Rồi xong rồi lên đường, let's go về phía trước. Đi đường Phú Yên sốc quá ngủ không được à? Đường Phú Yên xấu quá cả nhà. Tuấn mới chạy ăn cơm xong chạy đường Phú Yên thịt ngủ không được. Tới đây Bình Định rồi. Tới đây là An Nhơn. Giờ Thịnh dậy làm lon một hút cho tỉnh táo đầu óc. Chạy chạy giờ Tuấn nằm xíu rồi. Lát nữa mệt buồn ngủ kêu à. Đường Bình Định với đường Phú Yên xấu lắm. Mà mai mốt đường này cũng làm cao tốc hết rồi. Mai mốt đi cao tốc hết đỡ khổ. Sóc vòng vòng đi khó. Khó ngủ cả nhà. Ngủ gà không. Chạy khúc thôi nè. Phú Lộc mà. Đây là cái khung cảnh ở Gio Linh, Quảng Trị. Ở đây là vị tuyến 17 nha. Giờ hai anh em đang tới quán bún Su Su. Đậu xe bên bên đường qua kia ăn. Giờ hai anh em làm tô bún rồi tiếp tục hành trình lên đường. Mưa phùng phùng. Mưa dữ. Cái này xe đông lắm. Đó, tải xe con rồi. Rồi. Bún nhìn tô bún nhìn chất lượng ha. Trời ơi, hai cục giò luôn. Cả nhà ăn với anh em rồi lên đường. Vị tuyến 17 thì rất nổi tiếng rồi cả nhà. Qua đây thì mình cảm giác thấy nó nao nao sao đó. Mưa phùng phùng nữa. Miền Trung mùa này là mưa rét bão. Rồi cả nhà thấy không? Mưa này hai bên. Đây gần tới cầu Hiền Lương. Đây là đường tránh nè cả nhà. Mưa bão dữ dằn luôn. Hai anh em tới đây là cái dầu 33 Quảng Trị nha cả nhà. Bây giờ vô nạp nhiên liệu. Nạp nhiên liệu với kiểm tra xe rồi chuẩn bị anh em chia tay. Thì tối qua tôi chạy nguyên một đêm rồi thì cũng Thịnh cũng dư sức để đi ra tới ngoài cửa khẩu rồi. Bây giờ hai anh em cho có thể là tạm chia tay tại Hà Tĩnh hoặc là Nghệ An. Thì tí nữa Thịnh sẽ ngủ Tuấn chạy nha cả nhà. Thì tình hình mít giờ chạy đang rớt được 17 độ rồi đây. Do lý do là cái trái mít nó bự quá nên là chạy nó lâu rất độ. Bây giờ Thịnh thì cũng đang có một cái nỗi buồn gọi là chạy chuyến xe hàng cách đây một tháng rồi mà không lấy được tiền cước. Rồi bây giờ đang bị người ta thiếu 53 triệu. Thì bây giờ cũng rất là đòi, ngày nào cũng đòi hết, đòi không được. Không biết lý do là tại sao nữa. Nguyên nhân lý do tại sao không, không hiểu luôn cả nhà. Thì bây giờ Tuấn cũng khuyên em nó có một lời khuyên. Khuyên em nó bình tĩnh lại. Bây giờ mà lỡ mà ví dụ lấy được là lấy được đòi được 53 triệu đó. Thì thôi mình hồi hướng công đức cho mình đi. Bỏ ra một ít đi làm phước, làm thiện đi để hồi hướng công đức. Coi như cái xui. Chưa thấy đi làm lương thiện vậy mà tiền còn bị người ta xù nữa đi. Hơi khó khăn á. Đây. Giờ anh em đang kiểm tra xe. Còn nước rồi này kia kiểm tra. Cầm nhớt nữa. Xe này nó bị hao nhớt hả? Cái dầu này là Tuấn cũng hay đổ lắm. Hồi trước đi xe mít ta cũng hay đổ đây. Thường thường là những cái cây dầu này là người ta cho mình
thiếu tiền á, ra mình đổ ở đây mình không có trả tiền, mình đi vô mình mới trả. Nên là những nhà xe hay lựa chọn những cái dầu mà cho thiếu tiền mới đổ. Chuyến này chú đi với anh là thế nào cũng đòi được nợ đó. Nhớ hồi hướng công đức nha, nhớ làm từ thiện nha. Chuyến này đòi được tiền nhớ làm từ thiện nha, hồi hướng công đức, giúp mấy người khổ ha. Chứ là ok, bỏ ra ít 53 triệu đúng không? Ờ, chắc cái chừng 2-3 ngày nữa là người ta trả thôi. Dưới là biển không à, khu vực này hay bắn tỉa nên là chạy đúng tốc độ 60 nha. À, phía tay phải là nguyên một cái dãy biển luôn. Cái biển này là người ta hay ăn cái mực nhảy á. Mực sống người ta ăn luôn, chấm với cái món nói chung là đặc biệt độc lạ ở đây á. Tuấn chưa ăn thử nữa. Đây này, nhà hàng đá nhảy, hải sản tươi sống. Đặc sản đây là mực nhảy, mực chấm sống luôn. Lấy được tiền nó là cúng đi, lấy tiền cước mà cũng khó khăn nữa. Rồi bây giờ hành trình hai anh em đang tới đây là dưới chân đèo ngang nha cả nhà. Ở đây là giáp ranh với Hà Tĩnh, đây là vẫn còn đang ở đất Quảng Bình. Ở đây là có những chỗ rửa xe nè, đó, những chỗ rửa xe quá trời luôn. Bây giờ hai anh em vô ăn cơm. Ở đây thì chỉ có ăn cơm gà thôi chứ ăn cơm gì. Quay riết cũng mắc cỡ luôn cả nhà. Đây là quán cơm Lợi Hoa, chân đèo ngang Quảng Bình đó. Đây các bạn này, cả nhà thấy không? À, cơm rồi lên đường thôi. Đây có bảo vệ được trước cửa. Xin chào. Hello. Điện ngầu không? Đây là quán cơm Thịnh hay ăn ha, quán mối á. Này rau lan. Ở Quảng Bình thì ăn cơm gà rất là ngon, con mình cô nấu thôi. Mẹ nó thẳng cái ảnh nó nhìn nấu. Không có nhân viên phục vụ à? Nhân viên có thấu rồi đấy. À. Chưa có khách thì cũng nhân viên. Đây là gà đây cả nhà. Đây là ngao, ngao nấu canh. Có thấy có một bảo vệ ngồi trước hả? Bảo vệ bốn chân. Bảo vệ bốn chân. Bảo vệ bốn chân á. Con cún á. Con gâu gâu. Thấy có một cái củ tỏi khá là đặc biệt. Một củ thôi nha, đúng một tép, y như củ hành vậy đó. Nhìn lạ. Tỏi này khá lạ cả nhà, không biết là tỏi gì luôn. Tỏi này là thấy giống mới vậy đó. Một cái có một củ thôi cả nhà. Thơm lắm. Mời cả nhà ăn cơm với hai anh em rồi hành trình Tuấn sẽ chạy ra tới Hà Tĩnh rồi sẽ quay đầu vô lại nha cả nhà. Quảng Bình thì ăn cơm gà rất là ngon nha. Anh em đang đi tới đây là cái đường tránh Hà Tĩnh cả nhà, một cái hướng đi Lào, rẽ trái là đi cửa khẩu Cha Lo. Mà Tuấn thì Tuấn chưa có đi Lào lần nào nên cũng không biết bên Lào như thế nào nữa. Thịnh thì có đi rồi. Ở bên đó có gì hay không Thịnh? Mình biết thôi, có gì
đồ ăn nó khác chứ hả? À, ăn cá sôi với lại gà, chúng ta ăn sôi luôn. Bên ăn sôi không ạ? Chúng ta ăn sôi. À, bia Lào ngon không? Bia Lào ngon. À, sáng xưa là... nói chung là Tuấn cũng bữa nào phải chắc cũng phải trải nghiệm đi Lào một chuyến ra cả nhà. Thấy mấy anh em nói đi Lào rồi. Làm giá bít bo đây rồi đi. Bít bo có ở nhà rồi chứ. Nhưng mà đi Lào đi đường đường Lao Bảo với đường này đường nào ấy gần hơn? Đường Lao Bảo không được. Đường Bảy không được. Vô ngủ giấc nữa đi, anh đạp tới ấy anh kêu vậy. Đây là ngay phía tay phải là khu Vũng Áng nha cả nhà. Mobosa hồi trước là cái chỗ mà biển mà là cá chết nhiều đó. Tuấn đang tới đây là vòng xoay thành phố Hà Tĩnh nha cả nhà. Đó, bên này là thị trấn Cẩm Xuyên. À, bây giờ Tuấn đứng đây bắt xe khách để đi vô lại Sài Gòn rồi Thịnh sẽ chạy lên cửa khẩu nha. Từ đây lên cửa khẩu thì giờ này tới đây giờ này mới có hơn 2 giờ thôi. Thì giờ này lên cửa khẩu cũng rất là khỏe. Không có gì là mệt mỏi hết. Đây lên tới đó tối là tới là vừa luôn, là sáng qua Trung Quốc bỏ hàng luôn là vừa đẹp luôn á. Rồi bây giờ mình qua đây mình đón xe thôi, coi có chiếc xe khách nào đi Sài Gòn là mình đón lên thôi. Hẹn gặp lại chú Thịnh nha. Chúc đi thường lộ bình an, nhiều may mắn nha. Giờ tôi để xuống tôi đứng đón xe cái chú nằm nghỉ ngơi đi. Xuống đón xe coi có xe khách vô qua cái là lên lấy giỏ sách. Cứ nằm nghỉ chơi xíu đi. Nghỉ cho khỏe, khuây khỏa rồi từ từ đi cũng được mà, gấp gì đâu. Xe khách đi về lại Sài Gòn. Này. Chú vô Đắk Lắk. Người Hà Tĩnh là như ta di dân lên đó lâu rồi ha. Sống trên đó. Giờ đang hành trình đang lên xe khách nha cả nhà. Hồi nãy đứng chờ lâu quá bắt luôn có xe bắt luôn. Đi từ ngay chỗ Hà Tĩnh vô tới trong đó là 700 ngàn nha cả nhà. Giá vé là 700. Xe bữa nay khá là đông khách. Đi ra muốn sống. Ở ngoài này là đặc sản là kẹo cu đơ. Đó là hộp kẹo cu đơ đó cả nhà. Đặc sản ở ngoài Hà Tĩnh. Bây giờ Tuấn đang hành trình tới đây là huyện Bắc Đắk Sông của Đắk Nông nha. Là cái xe này là chạy lên đường qua đèo Lò Xo để đâm lên hướng về Buôn Ma Thuột đó cả nhà. Nên là mình mới tới lịch trình tới đây. Bây giờ Thịnh thì cũng tới cửa khẩu rồi, các cũng chuẩn bị qua cửa khẩu bỏ hàng rồi. Hành trình giờ Tuấn về Sài Gòn còn khoảng hơn 200 cây nữa. Bữa nay là mùng 1, ngày mai mùng 2, ngày mai là Tuấn đi thi bằng lái cho nên là phải đi bắt xe đò vô cho tranh thủ vô cho kịp giờ đó cả nhà. Đây. Để đi xe khách này thì giá vé là 700 ngàn, thấy đi cũng người ta bao ăn, nói chung là đi chạy cũng ok đó, êm ái. Đây là bây giờ hiện tại đang đổ dầu, ở đây là cái dầu 62 nha. Đó. Khách đang xuống đi vệ sinh xong rồi tiếp tục lên đường thôi. Rồi, khí hậu đây khá là trong lành nha, mát mẻ. Rồi Tuấn xin mến chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những hành trình tiếp theo luôn nha. Chúc cả nhà nhiều may mắn và hạnh phúc.